Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với hai khâu đột phá, 15 nhóm chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ giải pháp, nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Dương Kinh lần thứ 3 đã được quán triệt tới từng cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, trở thành động lực triển khai nghị quyết vào cuộc sống. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Quốc hội thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ đập và phát triển điện lực. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Bùi Thanh Tùng nêu ý kiến. Sau hơn 3 năm triển khai nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã đạt những kết quả khá tích cực. Nhiều giải pháp tại nghị quyết đã được áp dụng hỗ trợ các ngân hàng xử lý nợ xấu hiệu quả hơn. Về cơ bản, các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan cũng đã tham gia giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng nghị quyết 42. Sự phối hợp của các cơ quan liên quan là một trong yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả triển khai xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42. Tuy nhiên, thời gian qua, một số bộ ngành địa phương chưa thực sự quan tâm phối hợp với ngành ngân hàng trong quá trình xử lý nợ xấu, đặc biệt là thu giữ tài sản bảo đảm, vì cho rằng việc xử lý nợ xấu là lĩnh vực riêng của ngành ngân hàng. Việc hỗ trợ của chính quyền địa phương trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm còn hạn chế, mới chỉ tham gia vào quá trình chứng kiến và ký tên vào biên bản làm việc, hoặc công an xã chỉ tham gia vào quá trình bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong quá trình thu giữ nhưng không thực hiện cưỡng chế khi khách hàng chống đối. Các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn, kết quả thực hiện nghị quyết số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác. Về nội dung cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Mai Hồng Hải, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho rằng doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua vẫn là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, khai phá những lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế như điện lực, năng lượng, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước còn đi đầu trong các hoạt động về cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, thực hiện an sinh xã hội nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vẫn còn một số hạn chế. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra, mô hình quản trị doanh nghiệp chậm được đổi mới. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng. Các thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 30 ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi một số điều tại Nghị định số 130 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang thành phố mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho thành phố ban hành, triển khai các quyết định kế hoạch, thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, rà soát, tuyển chọn, bổ sung đăng ký, quản lý phương tiện và nhân lực, bảo đảm đủ chỉ tiêu chính phủ giao và nguồn dự phòng, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Thành phố đã kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, chỉ đạo và tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, trong đó có công tác huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các địa phương được giao chỉ tiêu đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đăng ký, biên chế, quản lý phương tiện và nhân lực, bảo đảm đủ chỉ tiêu chính phủ giao. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận thành tích của các tập thể trong thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng khu vực phòng thủ gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045. Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang thành phố phải phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, tuyển chọn, đăng ký, quản lý phương tiện, nhân lực theo chỉ tiêu được giao. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, bảo đảm sát tình hình thực tiễn, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 6 tập thể thực hiện tốt pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội Đảng bộ quận Dương Kinh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công trong tháng 8 vừa qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới. Với hai khâu đột phá, 15 nhóm chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ giải pháp, thời điểm này nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3 đã được quán triệt tới từng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, trở thành động lực, nền tảng để tổ chức triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quận ủy Dương Kinh xác định nhiệm vụ tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu, do đó quận đã tập trung cao trong thực hiện công tác này. Đến hết ngày 3 tháng 11, quận hoàn thành việc tổ chức quán triệt, thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 2.700 đảng viên thuộc 42 chi đảng bộ trực thuộc quận ủy, tạo sự thống nhất cao với đánh giá về kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của quận trong 5 năm tới, để từ đó xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết tại các chi đảng bộ địa phương đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân được học tập quán triệt nghị quyết thì cũng đã rất phấn khởi trước cái kết quả đạt được về thực hiện nghị quyết đại hội 2 đảng bộ quận. Thế và cũng rất là đồng tình và kỳ vọng vào hai khâu đột phá, 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Thế và đã tạo được cái sự đồng thuận, rồi là cái sự thống nhất trong cái hành động để mà nghị quyết đi vào cuộc sống. Để phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, đô thị, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, tạo sự bứt phá trong phát triển đô thị và thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, như mục tiêu được nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Dương Kinh lần thứ 3 đề ra.
Quận ủy Dương Kinh xác định tập trung vào hai khâu đột phá, đó là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trình độ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là những vấn đề phù hợp với ý nguyện lòng dân và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Nghe quán triệt về nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, đồng thời là nghe về cái chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện nghị quyết. Tôi quan tâm đến hai cái khâu đột phá, và có một đặc biệt là cái khâu đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có việc là phát triển về hạ tầng giao thông. Thì tôi thấy đây là một cái khâu đột phá rất là đúng với cái tình hình hiện nay của địa bàn quận Dương Kinh, và nó cũng rất trúng với cái sự mong đợi của cán bộ và nhân dân địa phương. Thì với trách nhiệm là đảng viên thì chúng tôi trước hết là phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng. Để trong đó ngay đầu tiên thì phải tập trung và tuyên truyền cái nội dung nghị quyết này đến toàn thể các hội viên, đoàn viên và nhân dân để nắm được cái chủ trương của Đảng để thực hiện có hiệu quả. Có thể nói rằng là công tác cán bộ là một cái công tác hết sức quan trọng. Mọi cái thành công của nhiệm vụ là đều do có công tác cán bộ tốt. Vì vậy cho nên là chọn cái khâu này làm khâu đột phá là đúng, trúng và rất sát với thực tế. Một cái đội ngũ cán bộ ở đây mà như bác Hồ nói là phải đảm bảo là vừa hồng và vừa chuyên. Bởi vì cán bộ nào thì phong trào ấy. Nếu mà cái khâu đột phá này mà trong nhiệm kỳ này quận làm quyết liệt thì là sẽ tạo được niềm tin của nhân dân, thì cái mục tiêu của cái quận ủy đề ra trong cái nhiệm kỳ này sẽ đạt được kết quả rất tốt. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, việc tổ chức quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Dương Kinh lần thứ 3 được triển khai ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao, bảo đảm sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên nắm rõ những nội dung quan điểm cơ bản để có hướng triển khai thực hiện phù hợp với lợi thế của từng địa phương đơn vị, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ Nghị quyết số 629 ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, xét đề nghị của Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, quyết định điều 1, triệu tập các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố dự kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Thời gian 1/2 ngày, khai mạc hồi 8 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020, địa điểm Trung tâm Hội nghị thành phố. Điều 2, giao các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện. Trong phần tiếp theo của chương trình. Mô hình nuôi cá chấm cỏ an toàn sinh học tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Xuân Đám, huyện Cát Hải tích cực triển khai thi công các công trình, hạng mục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 tới. Thực hiện chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ thành phố Hải Phòng, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, COCHA, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Seoul, các công ty Hàn Quốc và đại diện các tổ chức doanh nghiệp của thành phố. Tại phiên kết nối, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp công nghệ đến từ Hàn Quốc đã giới thiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực máy móc, thiết bị gia công cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, nhà máy thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản thực phẩm.
Phiên kết nối cung cầu công nghệ có khoảng trên 50 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc được kết nối trực tuyến. Hiện nay, Văn phòng Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội COCHA có văn phòng tại 84 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam có 3 văn phòng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hỗ trợ kết nối về xuất khẩu và hỗ trợ đầu tư cho các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam và Hàn Quốc. Hầu hết các dự án hỗ trợ xuất khẩu đều được thông qua kết nối trực tuyến. COCHA hỗ trợ các công ty của Hàn Quốc và Việt Nam trong ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, phụ tùng vật liệu, sinh học y tế, dịch vụ, máy móc xây dựng, ITC và phụ tùng ô tô. Hàn Quốc là một quốc gia có nhiều tiến bộ về khoa học và công nghệ, và phiên kết nối cung cầu công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp nắm bắt nhu cầu, trao đổi thông tin, tìm hiểu công nghệ để có lộ trình đổi mới công nghệ phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. Lần này chúng tôi có mang đến dòng in 3D. Dòng máy in 3D là một dòng máy in rất là hiện đại, mới được du nhập vào Việt Nam. Thì thực tế mọi người đã biết thì dòng máy này rất là nhiều người ở Việt Nam có thể là chưa biết đến. Vì thông qua cái buổi hôm nay tôi muốn giới thiệu về cái dòng in 3D này cho tất cả mọi người có thể hiểu thêm về 3D là gì và in 3D nó có ứng dụng như nào và thực tế hiệu quả của 3D làm sao. Và ở bên Hàn Quốc họ đã ứng dụng rất nhiều 3D vào trong thực tế trong sản xuất, nhưng ở Việt Nam thì nó là mô hình rất là mới. Nên tôi muốn là thông qua này để giới thiệu cho mọi người biết thêm về in 3D. Việc kết nối công nghệ giữa bên có nhu cầu với bên có nguồn cung công nghệ phù hợp, liên kết hợp tác các tổ chức trong và ngoài nước sẽ giúp giải quyết vấn đề kỹ thuật, công nghệ và tiếp cận với nguồn thông tin công nghệ tiên tiến, hiện đại, hỗ trợ tư vấn, kết nối chuyển giao, nhập khẩu công nghệ, thiết bị của nước ngoài, đặc biệt là các lĩnh vực như cơ khí, tự động hóa, công nghệ chế biến trong nông nghiệp, sản xuất thông minh, ứng dụng IoT vào sản xuất nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng. Nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đơn hàng, sản xuất thêm các sản phẩm mới và sắp xếp bố trí lại sản xuất. Đây là giải pháp của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm duy trì hoạt động và bảo đảm việc làm cho người lao động trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, công ty cổ phần vận tải An Vượng đã chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Trước thực tế, nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm, nhưng các loại chi phí khác lại không giảm. Vào giai đoạn khó khăn, một số phương tiện của công ty cũng phải tạm dừng do thiếu hàng hóa. Công ty phải nỗ lực duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên bằng nhiều cách như cơ cấu lại bộ máy hoạt động, tiết giảm những chi phí không cần thiết. Cơ cấu lại các cái phần chi tiêu, chi phí, giảm thiểu những cái chi phí không hợp lý, tiết kiệm tối đa để dùng lại cho các phần làm sao để anh không ảnh hưởng đến quỹ lương của người lao động. Công ty cổ phần vận tải An Vượng là một trong số hàng nghìn doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19. Với quyết tâm duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, thời gian qua, các doanh nghiệp đã và đang chủ động, tăng cường áp dụng nhiều giải pháp, cố gắng vượt khó. Đơn vị là chuyên đi xây dựng sản xuất cho các đơn vị nước ngoài. Thì trong quá trình dịch thì bản thân chuyên gia cũng không sang được. Sau đó thì những cái nguồn nguyên vật liệu nhập về hoặc xuất đi cũng không được, dẫn đến là một số công trình cũng bị đình trệ, dẫn đến là cái nguồn tài chính rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Để khắc phục thì doanh nghiệp cũng lại phải tinh giản bộ máy, bố trí những cái gì nó hợp lý hơn. Là thành phố công nghiệp, cảng biển sôi động của khu vực phía Bắc và cả nước, Hải Phòng có số lượng doanh nghiệp lớn. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới, hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 hiện đã được kiểm soát tốt, nhưng ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, dịch vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, dự báo nền kinh tế sẽ còn nhiều biến động. Theo đó, trong những tháng cuối năm, bên cạnh những cơ chế chính sách ưu đãi của chính phủ, doanh nghiệp cần xác định rõ các cơ hội và thách thức để thúc đẩy quá trình đổi mới, cơ cấu lại hoạt động, vươn lên phát triển, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh trên thị trường. Những năm qua, cùng với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố đã và đang có sự chuyển dịch nhanh chóng, trong đó có nuôi thủy sản. Tại nhiều địa phương thì nông dân đã mạnh dạn đưa những con vật có giá trị kinh tế cao vào nuôi. Đặc biệt là nhờ tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình nuôi, sản phẩm làm ra bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Điển hình là mô hình nuôi cá chấm cỏ an toàn sinh học tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy.
Gia đình anh Đào Xuân Bình ở xã Kiến Quốc là một trong 4 hộ được trạm khuyến nông huyện Kiến Thụy hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật thực hiện thí điểm phương pháp nuôi cá an toàn sinh học. Trên diện tích 5.000 m², anh Bình lựa chọn cá chấm cỏ để nuôi. Bắt đầu triển khai từ năm 2016, sau 4 năm, anh Bình nhận thấy nuôi cá theo phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội, cho năng suất hiệu quả cao, cá hầu như không bị bệnh. Đáng chú ý, để làm ra sản phẩm sạch trong suốt quá trình nuôi, anh Bình không sử dụng thuốc kháng sinh, chỉ xử lý ao nuôi bằng chế phẩm sinh học, thức ăn chính của cá là cỏ và lúa mầm. Sử dụng các chế phẩm sinh học để cho nó phân hủy thức ăn dư thừa và phân cá thì là thứ nhất là con cá tôi cảm thấy nó phát triển nhanh và ao mình nó không có các khí độc, không bị ô nhiễm đấy. Thì là lúc đấy thì nuôi vào đó mới thành công được, chứ trước nuôi tán chết. Chấm cỏ là loài cá nước ngọt sống ở tầng giữa, thích hợp những vùng nước ven sông hồ có nguồn nước sạch. Tuy vậy, việc nuôi cá chấm cỏ hay cá rô phi ngày càng khó khăn do nguồn nước nuôi trồng thủy sản hiện nay rất ô nhiễm. Để áp dụng kỹ thuật nuôi mới vào sản xuất, hạn chế rủi ro, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích ao nuôi, người nuôi cần áp dụng kỹ thuật nuôi cá nước ngọt an toàn sinh học từ khâu cải tạo ao cho đến lúc thu hoạch. Mô hình nuôi cá chấm cỏ an toàn sinh học hạn chế rủi ro về dịch bệnh. Thứ hai nữa là tăng năng suất trên một đơn vị diện tích sản lượng, hướng tới nuôi bền vững và sản xuất hàng hóa tập trung, dẫn tới là xuất khẩu cũng như ký kết với lại các cái công ty để tiêu thụ sản phẩm. Theo đánh giá, mô hình nuôi cá chấm cỏ an toàn sinh học giúp giảm 100% chi phí kháng sinh sử dụng để phòng trị bệnh, khắc phục tình trạng lạm dụng kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế sử dụng hóa chất. Cũng theo phương pháp nuôi này, hiệu quả kinh tế đã tăng lên 34,6% so với cách nuôi cũ, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ao nuôi bởi chất thải chăn nuôi thải ra môi trường. Mô hình nuôi cá chấm cỏ an toàn sinh học đang khẳng định những ưu thế vượt trội cần được nhân rộng trong thời gian tới. Là xã duy nhất được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Cát Hải, xã Xuân Đám đã và đang khẩn trương triển khai thi công 10 công trình hạng mục và phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 tới. Sự đồng thuận, ủng hộ và tự nguyện hiến đất tạo mặt bằng của các hộ dân địa phương chính là điều kiện thuận lợi giúp tiến độ các dự án được đẩy nhanh, góp phần tạo diện mạo khang trang hơn cho xã nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai thi công từ cuối tháng 9, đến nay các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Xuân Đám đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công khẩn trương, bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nên các hộ dân trên địa bàn xã đã đồng thuận hiến đất mở rộng đường giao thông. Đảng ủy chính quyền địa phương xã Xuân Đám đã tập trung cao vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân để triển khai thực hiện công tác vận động giải phóng mặt bằng. Cái vấn đề mấu chốt là cái để cho nhân dân đồng thuận thì mới thực hiện được cái chủ trương là nhà nước và nhân dân cùng làm, vì xây dựng thôn mới là xây dựng cho nhân dân để nhân dân hưởng thụ. Để các hạng mục công trình tại xã Xuân Đám được triển khai thi công bảo đảm tiến độ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cát Hải đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng và đơn vị liên quan sớm hoàn thành trình tự thủ tục và thẩm định hồ sơ cũng như phê duyệt phương án thi công. Chúng tôi đã tập trung tham mưu đề xuất ban huyện để triển khai cái bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 và đặc biệt là năm 2020, thì là huyện cũng đang tập trung vào cái tiêu chí giao thông và cố gắng từ nay đến cuối năm 2020 là hoàn thiện lại tiêu chí số 1 là tiêu chí giao thông trên địa bàn xã Xuân Đám và tiếp tục rà soát để tập trung chỉ đạo hoàn thành tiếp tục 16 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu còn lại trong năm 2021. Huyện Cát Hải nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Đám không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thành phố đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Niềm vui càng nhân lên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải là việc mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký bằng công nhận Cát Hải là huyện nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Hải Phòng. Chủ động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Đám cũng chính là sự cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ 12 về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó có việc hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn đảo Cát Bà. Là huyện có hệ thống kênh mương lớn nhất thành phố, nằm đan xen trong các khu dân cư,
huyện Tiên Lãng đang thiếu nhiều cầu dân sinh qua kênh phục vụ đi lại của người dân và sản xuất nông nghiệp. Trở ngại này khiến cho địa phương khó phát huy được sự đồng bộ trong hệ thống công trình xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Dọc tuyến kênh dài hơn 1 km liên quan đến sản xuất nông nghiệp của hơn 100 hộ dân làng Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, từ nhiều năm nay không có một cây cầu chắc chắn, mà chỉ là những cây cầu tre, cầu tạm do người dân tự làm để đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất nông nghiệp. Dân chúng tôi tự làm cầu khỉ, gọi cầu khỉ, cầu tre qua đi, thế là chỉ có người đi thôi. Mà giữa cái nút cơ giới hóa này thì là toàn bộ dùng bằng máy, từ máy cấy đến máy gặt rồi máy lồng là phải dùng đến đường đi, đường bê tông. Thì phải có cầu. Thế bây giờ nó rất khó khăn, là bây giờ nó khoảng cứ 6-7 cái cầu qua, chúng tôi gọi là qua ngoài chua ấy, thì là thông được đường này sang đường kia thì nó thuận tiện cho bà con làm ăn. Sau dồn điền đổi thửa, toàn bộ hệ thống kênh mương trên địa bàn xã Tiên Thắng được nạo vét, chỉnh trang mở rộng, phục vụ hiệu quả việc điều tiết nước cho sản xuất. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống cầu đồng bộ nên việc đi lại của người dân tới các khu đồng sản xuất gặp khó khăn. Xã đã vận động xã hội hóa xây dựng được 4 đến 5 cây cầu chắc chắn, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Một số cái cầu cống nội đồng mà hiện nay nhân dân là còn phải bắc cầu tạm đi qua thì chúng tôi cũng mong các cấp các ngành là quan tâm hỗ trợ kinh phí để có thể làm một số cái cây cầu nội đồng để làm sao toàn bộ cái hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được tốt hơn. Toàn huyện Tiên Lãng đang thiếu gần 100 cây cầu bắc qua các tuyến kênh mương, trong đó chủ yếu là hệ thống cầu dân sinh. Khắc phục tình trạng này, từ nguồn vốn đầu tư công được phân cấp, ngay từ tháng 6 năm nay, công trình cầu cửa hàng trên địa bàn xã Vinh Quang đã được thi công và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm nay. Ngoài ra còn 4 cây cầu nữa tại các xã Bắc Hưng, Đoàn Lập, Đại Thắng cũng được khởi công xây dựng trong năm nay. Tuy nhiên, con số 5 trên tổng số hàng trăm cây cầu cần có cho thấy thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Cầu cửa hàng này mà được hoàn thành ấy, thì nó sẽ một là sẽ giảm tải cái lượng giao thông cho một số cái tuyến đường khác đã xuống cấp hoặc nhỏ. Cái thứ hai là đối với lại cái việc lưu thông hàng hóa thì nó sẽ đảm bảo các cái xe lớn chở hàng hóa vào các cái khu vực làng xóm thuận tiện trong cái việc giao thương hàng hóa hoặc là tiêu thụ các cái nông sản cho bà con nhân dân. Thì đây là một cái cầu mà khi hoàn thành thì sẽ mang lại cái lợi ích về mặt kinh tế rất lớn cho địa phương. Nguồn lực hạn chế, trong khi nguồn ngân sách của trung ương và thành phố mới chỉ đáp ứng cho việc đầu tư những công trình đầu mối và hệ thống đường bê tông nội đồng, nạo vét hệ thống kênh mương. Vì thế, hệ thống công trình cầu cống bắc qua các tuyến kênh trục trên địa bàn huyện Tiên Lãng đang bị thiếu trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn của địa phương, cũng như phát huy đồng bộ hệ thống đường bê tông nội đồng và hệ thống kênh mương vừa được đầu tư, cải tạo. Sáng nay, đoàn công tác thuộc Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời gian qua, công tác tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên được thành phố Hải Phòng quan tâm đúng mức, triển khai mạnh mẽ thực chất. Nhiều cơ sở giáo dục đã xuất hiện những cách làm sáng tạo, qua đó giúp học sinh sinh viên ngày càng được bồi dưỡng lý tưởng đúng đắn, tu dưỡng đạo đức, hình thành lối sống tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua học tập, lao động, quý trọng và thường xuyên rèn luyện sức khỏe, cùng nhau xây dựng môi trường học tập lành mạnh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. 100% các trường xây dựng và triển khai đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. Công tác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bên cạnh những thuận lợi như có sự quan tâm của thành phố trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện về chủ trương và kinh phí thực hiện, thì cũng gặp những vướng mắc nhất định, mà lớn nhất là vấn đề đội ngũ, nhân lực, cơ sở vật chất. Trong điều kiện thực tế của địa phương, Hải Phòng đã và đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nghiêm túc, đúng quy trình, lộ trình, công khai, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất một số ý kiến với đoàn công tác liên quan đến sách giáo khoa mới, việc tập huấn đội ngũ giáo viên, biên chế giáo viên cùng một số nội dung khác.
đoàn công tác đã trao đổi về một số vấn đề như đổi mới nội dung và phương pháp, kết nối giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại Hải Phòng, đồng thời ghi nhận những cách làm sáng tạo của Hải Phòng để nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 10. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Nam. Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ chiều mai, vị trí tâm bão cách các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 117 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai do bão, cấp 3. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, đêm qua và sáng sớm nay, mùng 3 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Cảnh báo trong đêm nay, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh cấp 1. Các phương tiện lưu thông trên khu vực này cần lưu ý phòng tránh gió mạnh. Còn ngay sau đây, những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Bắc thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Nam thành phố nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.